Kết quả Jordan 2-2 Hàn Quốc, những cú phản lưới nhà, hú hồn. Trận đấu có 4 bàn thắng, nhưng lại có 2 pha phản lưới nhà của cầu thủ Hàn Quốc và Jordan, khiến trận đấu bất phân thắng bại. Với kết quả này, bảng E phải chờ đến trận đấu cuối mới xác định được hai cái tên vào vòng 1/8. Bàn thắng: Jordan, Park Jong-u, 37, phản lưới nhà, Gia Giang An Nai Mát, 45-6. Hàn Quốc, Son Heung Min, 9, Gia Giang An Á Rập, 90-1, phản lưới nhà. Trước trận đấu này, cả Jordan và Hàn Quốc đều có chiến thắng, nhưng Jordan xếp trên nhờ hơn hiệu số. Vì vậy, trận đấu này sẽ là cơ hội để cả hai có thể giành vé đầu tiên của bảng E vào vòng 1/8. Nếu giành trọn 3 điểm. Thực tế, Hàn Quốc vẫn được đánh giá cao hơn, nên ngay từ đầu đội bóng xứ Kim Chi đã gia tăng sức ép và phút thứ 5 họ đã được hưởng quả 11m khi Son Heung Min bị phạm lỗi trong vòng cấm. Rồi cũng chính anh đã mở tỷ số cho đội nhà. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của ngôi sao này tại ASEAN Cup 2023. Son Heung Min đã có bàn mở tỷ số từ rất sớm. Bàn thắng sớm giúp Hàn Quốc rất hưng phấn, trong lúc Jordan buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự chắc chắn của đội bóng xứ Kim Chi chưa cho họ cơ hội gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Jo Hyeong-woo. Trong lúc các miếng tấn công của họ lại rất sắc bén khiến Jordan rơi vào thế chống trả rất vất vả. Về cuối hiệp 1, Jordan dần lấy lại thế cân bằng và triển khai nhiều đợt tấn công về phía khung thành của Hàn Quốc. Tiếc là những cú dứt điểm của đội bóng Tây Á vẫn thiếu độ chuẩn xác cần thiết. Phút 37, từ cú đá phạt góc bóng được câu vào khung thành của Hàn Quốc và tuyển thủ Park Jong-u đã có đánh đầu phản lưới nhà cân bằng tỷ số 1-1 cho Jordan. Bàn thắng phản lưới nhà của cầu thủ Hàn Quốc cân bằng 1-1 cho Jordan. Chưa hết, phút bù giờ 45-6, từ cú sút xa ngoài vòng 16m50 của Gia Giang An Nai Mát, bóng bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các khán giả Hàn Quốc trên khán đài, nâng tỷ số lên 2-1 cho Jordan. Bị dẫn bàn nên Hàn Quốc đã chủ động tràn lên tấn công khi hiệp 2 khởi tranh, nhưng các tuyển thủ Jordan đã không cho họ dễ dàng làm được điều ấy khi dàn ra phòng ngự rất chắc chắn. Chưa kể những pha phản công của họ cũng có độ sát thương rất cao khiến đội bóng xứ Kim Chi luôn phải dè chừng. Niềm vui của Jordan khi vượt lên dẫn trước 2-1. Từ phút 65 trở đi, sức ép được các tuyển thủ Hàn Quốc liên tiếp tạo ra trước khung thành của thủ môn Abulala bên phía Jordan. Nhưng sự nôn nóng chưa thể giúp đội bóng xứ Kim Chi có bàn cân bằng tỷ số. Mãi đến phút bù giờ 90-1, đến lượt Gia Giang An Á Rập phản lưới nhà cân bằng tỷ số 2-2 cho Hàn Quốc. Trận đấu kết thúc trong thế bất phân thắng bại, đặc biệt cầu thủ của cả hai đều có những màn phản lưới nhà qua đó cân bằng tỷ số cho đối thủ, khiến bảng E khá cân bằng và có lẽ phải đến vòng đấu cuối mới xác định được hai cái tên vào vòng 1/8. Đội hình thi đấu: Jordan, Yazid Abulala, Salem An Ajalin, Ehsan Haddad, Abdalia Nasib, Gia Giang An Á Rập, Raja Eias, Erhut, 74, Mahmoud An Mahdi, Abu Heset, 73. Nija An Jordan, Say, 84, Musa Tamari, Gia Giang An Naimat, Hamad, 84, Ali Awan. Hàn Quốc, Jo Hyeong-woo, Lee Ki-je, Kim Tae Hwang, 46, Jung Se-an Hyun, Kim Min Jae, Seon Jang U, Lee Jae Sung, Jeong U Jeong, 69, Park Jong U, Hong Hyun Seok, 46, Hwang In Beom, Lee Kang In, Son Heung Min, Cho Gu Sung, Oh Hyeo Gim, 69.